Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Linh. Hôm nay thì Linh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh hoa đào vô cùng đơn giản bằng màu nước dành cho những bạn chưa biết vẽ là gì nha các bạn. Còn những ai mà chuyên môn rồi thì bỏ qua video này nha. Màu chúng ta sử dụng là màu đen để vẽ thân và màu đỏ để vẽ bông hoa nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng cọ nhỏ, loại cọ dùng để viết thư pháp nha các bạn. Bạn nào không có cọ này thì có thể sử dụng cọ nhọn loại thường cũng được. Khi vẽ thân chúng ta vẽ thêm các đốt cho nó được đẹp ha. Trên một thân chính thì sẽ có nhiều cái cành phụ ra. Sau khi vẽ thân thì chúng ta sẽ dùng cọ loại nhỏ và mềm để vẽ cánh hoa. Chúng ta chỉ cần chấm một số gọi là một số điểm thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cây cọ khác để loang nước vào nha các bạn. Thao tác này thì vô cùng đơn giản luôn, ai cũng có thể làm được. Không cần phải biết vẽ mới làm được đâu. Các bạn chỉ cần chấm nước vào cây cọ nhỏ, xong rồi thì loang đều cho nó thành hình tròn thôi. Giấy chúng ta sử dụng là giấy để vẽ màu nước nha các bạn. Còn giấy thường thì mình nghĩ là độ loang nó sẽ không được như vậy đâu ha. Các bạn có thể mua giấy vẽ màu nước ở các nhà sách. Loại giấy mình sử dụng là loại giấy thường thôi ha, không có giấy đắt tiền đâu. Chúng ta có thể sử dụng màu đỏ nguyên thủy hoặc là màu đỏ pha thêm chút màu trắng cho nó được đẹp. Và thì theo sở thích của các bạn ha. Để vẽ nụ thì chúng ta có thể xen lẫn một số nụ nhỏ kế bên cái nụ lớn đó. Hoa chính cũng vậy, chúng ta sẽ vẽ một hoa chính và một số hoa phụ. Ở đây thì mình vẽ cành hoa chỉ một số hoa thôi nha. Bạn nào muốn mà cành hoa của mình xum xuê hơn á thì mình sẽ vẽ thật nhiều hoa vào ha. Khi vẽ hoa xong thì chúng ta sẽ tỉa thêm một số cành phụ nhỏ ở bên ngoài các bạn. Nhớ là ở bài trước thì mình cũng đã có hướng dẫn rồi. Khi mà tỉa cành nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng bút đứng ha. Không sử dụng bút nghiêng thì nó sẽ lem ra bên ngoài thì nó không đẹp. Các cành nhỏ hôm nay thì mình sẽ vẽ nó hơi thẳng hơn một chút xíu so với các bài trước. Như vậy thì nó cũng đẹp đúng không nè. Tùy theo mỗi người thì có một cái sở thích cái cây nó cong hay nó thẳng khác nhau thôi. Thì mình hướng dẫn thì mình cũng không có thể mà hướng dẫn một loại hoài được, cho nên là mình sẽ hướng dẫn nhiều kiểu ha các bạn. Vấn đề là chúng ta khi mà áp dụng thì mình thích sử dụng cái kiểu nào thì mình lấy kiểu đó là mình sử dụng thôi, không có gì hết. Càng về cái nhánh nhỏ các bạn thì mình sẽ gọi là dở cây bút lên một chút xíu. Còn về cái khúc mà đầu thì chúng ta sẽ đè mạnh thu xuống chút xíu để cái nét nó được lớn nhỏ khác nhau á. Chúng ta sẽ vẽ thêm một số nhị và nhụy ở cánh hoa chính nữa là gần xong rồi nè các bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một chút xíu màu đen để viền lại cái thân chính nè. Nhớ chừa thêm một số khoảng trắng để cho nó có ánh sáng chiếu vào các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy share, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.